tuổi già, bác sĩ cảnh báo sau 60, người có sức khỏe kém thường bẩn ở ba chỗ này, tuổi thọ ngắn. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, khi bước vào tuổi xế chiều, cơ thể chúng ta dần trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi và tác động từ môi trường xung quanh đúng không ạ? À? Việc duy trì sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ không chỉ là một mong mỏi, mà còn là mục tiêu có thể đạt được thông qua những thói quen lành mạnh mỗi ngày. Theo các chuyên gia, có những khu vực này trên cơ thể mà nếu không được chú ý đến những dấu hiệu thay đổi của nó thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm sút và từ từ rút ngắn tuổi thọ của bạn. Đặc biệt là sau 60 tuổi, việc bổ sung hai loại thực phẩm mà trong trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn vào chế độ ăn uống, hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn góp phần quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ. Vì những thực phẩm quen thuộc này có tác dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch làm sạch cơ thể và giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt nhất. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về ba cơ quan nếu như có dấu hiệu bẩn chứng tỏ sức khỏe của bạn đang ngày càng yếu đi nhé. Thứ nhất, đó là ruột bẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một phần của cơ thể mà có thể chúng ta ít khi chú ý đến nhưng lại vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của người cao tuổi chúng ta đó chính là đường ruột. Bạn biết không? đường ruột với hệ thần kinh riêng biệt của nó không chỉ là cơ quan tiêu hóa mà còn là bộ não thứ hai của cơ thể nó có thể thực hiện các phản xạ mà không cần sự can thiệp của não hay tủy sống đúng vậy đường ruột của chúng ta hoạt động tự chủ và rất tinh vi đúng không đường ruột không chỉ giúp bạn tiêu hóa thức ăn hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể khi ruột trong trạng thái khỏe mạnh nó hỗ trợ dạ dày trong việc tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho các chức năng sinh lý. Nhưng đừng quên, đường ruột cũng rất mỏng manh. Nếu chúng ta duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh, ruột có thể bị tổn thương và từ đó dẫn đến các bệnh như viêm ruột, tác ruột, hoặc tình trạng tích tụ chất thải và độc tố trong cơ thể. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được khi nào đường ruột của mình cần được làm sạch? Các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm hơi thở có mùi, giảm tần suất đại tiện, táo bón, hoặc phân có mùi lạ nếu gặp phải những dấu hiệu này thì rất có thể đường ruột của bạn đang cần sự giúp đỡ và làm sạch lúc này đừng chần chừ mà hãy sắp xếp gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời các bạn nhé hãy nhớ rằng sức khỏe đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến khả năng ăn uống và hấp thụ dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của bạn thứ hai đó là mạch máu bẩn các bạn thân mến theo tổ chức y tế thế giới thì bệnh tim mạch hiện đang đứng đầu trong danh sách các bệnh gây tử vong trên toàn thế giới điều này có nghĩa là sức khỏe tim mạch đang dần ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của chúng ta máu sạch là một yếu tố quan trọng giúp bạn có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ dài lâu tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người dù tuổi còn trẻ nhưng mạch máu lại như của người cao tuổi nguyên nhân chính đến từ chế độ ăn uống không lành mạnh đặc biệt là việc bạn tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và không sạch sẽ những thực phẩm này có thể khiến động mạch của chúng ta bị bẩn và tắc nghẽn về lâu về dài đây cũng là lý do vì sao ngày càng ngày càng có nhiều người cao tuổi khi bước qua tuổi 60 liền bị mắc các bệnh liên quan đến mạch máu như tai biến mạch máu não. Bởi vì khi mạch máu bị bẩn thì các mảng sơ cứng và cục máu đông cũng dễ hình thành từ đó gây cản trở lưu thông máu đến các cơ quan khác trong cơ thể. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng của chúng ta nữa đó. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa và nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh tim mạch thông qua máu? trước hết cô bác hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên thực phẩm sạch tươi sống bên cạnh đó việc duy trì lối sống lành mạnh tập thể dục đều đặn cũng rất quan trọng ngoài ra nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của bệnh cũng là một bước quan trọng nếu cơ thể có các biểu hiện như vàng da vàng mắt chóng mặt hoặc khó thở hãy đi gặp bác sĩ ngay lập tức những dấu hiệu này có thể là lời cảnh báo từ mạch máu của bạn đang kêu cứu và cần được làm sạch gấp đó thứ ba đó là phổi bẩn trong cuộc sống hiện đại bạn có nhận ra rằng không khí xung quanh chúng ta đang ngày càng ô nhiễm hơn chứa rất nhiều bụi bẩn chất độc hại và vi khuẩn không khi chúng ta hít thở những chất này sẽ xâm nhập vào cơ thể và lúc này phổi sẽ phải làm việc để lọc và đào thải chúng ra ngoài tuy nhiên nếu như phổi của bạn gặp vấn đề các chất độc hại này sẽ không thể được loại bỏ hoàn toàn từ đó khiến phổi bị bẩn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của bạn khi phổi không còn sạch cơ thể chúng ta sẽ dần xuất hiện nhiều triệu chứng cảnh báo như tức ngực khó thở dung tích phổi giảm ho khan hoặc ho ra đờm đen da của bạn cũng có thể trở nên sần sùi xạ màu và xỉn màu những dấu hiệu này cho thấy chất lượng hô hấp đã giảm lưu thông khí và máu bị gián đoạn dẫn đến việc cơ thể không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết để duy trì hoạt động. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe mà còn có thể đe dọa tính mạng. Do đó, để bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả đáng tiếc, mỗi các bạn cần có ý thức theo dõi sức khỏe của phổi mình. Khi có những dấu hiệu bất thường thì hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Hơn hết, chúng ta cần trở thành bác sĩ cho chính mình, không nên đợi khi bệnh trở nặng mới đi khám. Vì rất có thể lúc đó đã quá muộn các bạn nhé. U60 ăn thường xuyên hai thực phẩm vàng này giúp lọc sạch cơ thể. Bạn biết không, một lối sống thiếu khoa học sẽ khiến cơ thể chúng ta tích lũy nhiều độc tố. Tuy nhiên phải khi bước sang tuổi trung niên hoặc tuổi xế chiều, cơ thể bắt đầu lão hóa thì những độc tố đó mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta. Do đó, thay vì để tuổi thọ âm thầm bị rút ngắn, bạn có thể chủ động dọn rác cho cơ thể bằng cách bổ sung những loại thực phẩm mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. 1. Tỏi Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc nhưng lại có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt là dành cho phổi, mạch máu và ruột. Đó chính là tỏi. Trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, trong đó có capsaicin, một chất dễ bay hơi, giúp làm sạch rác trong mạch máu, việc ăn tỏi thường xuyên không chỉ giúp loại bỏ các chất cặn bã, mà còn ngăn ngừa nguy cơ sơ cứng động mạch và hỗ trợ điều trị chứng sơ vữa động mạch. Đây là một lợi ích vô cùng quan trọng để giữ cho mạch máu của chúng ta luôn khỏe mạnh và linh hoạt. Không chỉ tốt cho mạch máu, tỏi còn có tác dụng rất tích cực đối với phổi. Tỏi chứa alisin, một chất hoạt tính giúp chống nhiễm khuẩn và giảm viêm. Đặc biệt, alisin có tác dụng rất tốt đối với người bị hen suyễn và các bệnh nhiễm trùng phổi. Vì vậy, thêm tỏi vào bữa ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe phổi và giảm các triệu chứng khó chịu ngoài ra tỏi còn là người bạn thân thiết của hệ tiêu hóa các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có khả năng kháng khuẩn và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột điều này giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột một cách hiệu quả hai táo bạn biết không trong quả táo có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng và vi chất có khả năng ngăn ngừa các bệnh về phổi và cải thiện chức năng hô hấp nhờ có axit polysaccharide vitamin e và vitamin c táo giúp phân hủy chất béo trong mạch máu một cách hiệu quả đặc biệt là đối với chứng sơ vữa động mạch vì vậy những bệnh nhân tim mạch thường được khuyến khích ăn táo để hỗ trợ sức khỏe tim mạch không chỉ tốt cho phổi và tim mạch táo còn là một nguồn tin phong phú tin giúp làm tăng khối lượng phân và di chuyển qua đường tiêu hóa do đó táo thường được sử dụng để chữa táo bón và tiêu chảy. Ngoài ra, Betin trong táo cũng được chứng minh có khả năng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột và viêm trong ruột kết. Với những tác dụng kể trên, bạn còn chần chờ gì mà không thêm ngay loại quả này vào thực đơn mỗi ngày để cơ thể sạch hơn, khỏe hơn nhỉ? SAU 60 tuổi tập thể dục vào 4 thời điểm này lợi bất cập hại, giảm 1 năm tuổi thọ. Thể dục thể thao luôn được xem là chìa khóa vàng giúp duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng việc lựa chọn thời điểm tập luyện không phù hợp có thể mang lại nhiều tác hại hơn lợi ích thậm chí có thể rút ngắn tuổi thọ những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng có một số thời điểm trong ngày mà nếu người cao tuổi tập thể dục sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe làm tăng nguy cơ chấn thương suy giảm chức năng tim mạch và hô hấp điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể mà còn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của chúng ta vậy đâu là những thời điểm cấm kỵ đó và tại sao việc tập thể dục không đúng thời gian lại có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn trong chương trình hôm nay để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này các bạn nhé một khi bụng đói vào buổi sáng một số người cao tuổi chúng ta thường có thói quen thích dậy sớm và tập thể dục khi bụng đói rồi về mới ăn sau phải không ạ à? rất nhiều người thích thức dậy từ rất sớm để tận dụng thời gian khi mọi thứ còn tĩnh lặng và yên bình chúng ta thường chọn thời điểm này để tập thể dục và chỉ ăn sau khi trở về nhà tuy nhiên bạn phải biết rằng thói quen này không hề tốt cho sức khỏe của bạn lý do đó là vì bạn tập thể dục khi dạ dày đang trống không sẽ khiến cơ thể phải tự đi tìm nguồn năng lượng từ trong các cơ và chất béo điều này có nghĩa là cơ thể bạn buộc phải đi vào quá trình phân giải các chất này để tạo ra năng lượng ngay lập tức từ đó gây ra áp lực lên gan đây là một cơ quan vốn rất quan trọng trong việc tạo ra và lưu trữ năng lượng hơn nữa là vào buổi sáng máu của chúng ta thường đặc hơn và khi đói thì lượng đường trong máu càng giảm sút điều này có thể khiến bạn gặp tình trạng chóng mặt và nôn mửa thậm chí là tổn thương dạ dày và chấn thương khi tập thể dục vì vậy nếu bạn muốn tập luyện một cách an toàn và hiệu quả hãy ăn một chút trước khi lên kế hoạch đến phòng tập hoặc ra ngoài tập luyện Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên tập thể dục sau khi ăn khoảng một tiếng để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn và tự động điều chỉnh lượng đường trong máu từ đó ngăn chặn nguy cơ mất kiểm soát. 2. Khi đang bị ốm, đau nhức. Biết tập thể dục là thói quen tốt vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Tuy nhiên, có một thời điểm mà việc tập luyện trở nên không phù hợp và thậm chí nguy hiểm, đó chính là khi người cao tuổi chúng ta đang bị ốm hoặc đau nhức. Một lỗi thường thấy mà đôi khi chúng ta đã mắc phải là tiếp tục tập thể dục khi cơ thể đang ở trạng thái không khỏe, dần dần lâu ngày dẫn đến hệ quả xấu cho cơ thể. Tại sao lại như vậy các bạn nhỉ? Bạn biết không khi cơ thể bị sốt hoặc ốm thì đồng thời hệ thống miễn dịch của chúng ta đang trong tình trạng suy yếu và dễ bị tấn công bởi vi khuẩn và virus. Theo tiến sĩ Stephen Rice, giám đốc trung tâm y tế Đại học Jersey Shore ở Neptune, Mỹ khuyên rằng người cao tuổi nên tránh tập thể dục khi ốm hoặc có sốt. Lý do là vì các hoạt động mạnh có thể làm cơ thể càng tăng nhiệt độ hơn gây mất nước và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn. Không những thế, nếu như bạn đang đau nhức và nghĩ rằng chỉ cần vận động một chút có thể đánh thức khả năng tự phục hồi của cơ thể thì đây là quan niệm cực kỳ sai lầm, vì ngược lại thì việc tập thể dục lúc này còn có thể gây thêm tổn thương, hoặc làm tình trạng đau nhức trở nên tồi tệ hơn đấy các bạn ạ. À. Vì vậy khi cơ thể chúng ta đang cảm thấy không được khỏe mạnh thì bạn hãy nên tạm dừng việc tập luyện để tiết kiệm sức lực và đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Đặc biệt, đối với những người cao tuổi thì đây càng là một lời khuyên quan trọng hơn, bởi khả năng miễn dịch của họ kém hơn từ đó có thể khiến cho các nguy cơ xấu từ vấn đề sức khỏe có khả năng phát triển nặng nề hơn trước. 3. Tập gắng sức ngay sau khi ăn. Sau khi ăn no, cơ thể của bạn đang tập trung vào quá trình tiêu hóa thức ăn nên lúc này rất cần được cung cấp một lượng lớn máu. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập thể dục vào thời điểm này, tình trạng huyết áp tăng và máu sẽ được dồn về các cơ và xương khớp để hoàn thành các bài tập và điều đó làm cho khả năng vận chuyển máu đến dạ dày bị hạn chế. Điều này có thể tạo ra hiện tượng vùng dạ dày thiếu máu, khiến việc tiêu hóa thức ăn trở nên khó khăn hơn, bên cạnh đó còn có thể gây ra viêm loét dạ dày và đường ruột. Quả thật, đây là một tình trạng sức khỏe mà không một ai mong muốn phải trải qua đúng không nào? Để chúng ta vừa có thể tăng cường sức khỏe vừa tránh các rủi ro không đáng có, bạn cần chú ý đến việc tập luyện thể dục một cách khoa học các bạn nhé. Để tiêu hóa hoạt động ổn định, hãy cố gắng để cơ thể bạn ổn định ít nhất 30 phút đến 1 tiếng sau bữa ăn trước khi bắt đầu vào buổi tập. Còn đối với những bài tập vận động mạnh hơn thì bạn hãy chờ ít nhất 2 giờ đồng hồ sau khi ăn. 4. Khi đang dùng một số loại thuốc, có lẽ nhiều người chỉ nghĩ đến việc cân nhắc xem có nên uống thuốc trước hay sau bữa ăn thế nhưng hóa ra việc vận động cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thức ăn và thuốc hoạt động trong cơ thể của chúng ta đấy các bạn ạ à. thường thì sau khi uống thuốc cơ thể bạn sẽ cần khoảng từ nửa đến một tiếng để hòa tan và hấp thụ chúng nếu bạn quyết định tập thể dục ngay lúc này thì huyết áp có thể tăng cao và khiến cho lượng lớn máy máu sẽ chảy về các cơ xương khớp khiến việc hấp thụ thuốc trong đường tiêu hóa bị gián đoạn trong những trường hợp xấu nhất thì thói quen này còn có thể làm giảm hiệu quả của thuốc đặc biệt hơn nếu như người cao tuổi chúng ta tập thể dục ngay sau khi dùng các loại thuốc như thuốc cảm thuốc hạ huyết áp thuốc hạ đường huyết hay thuốc chống viêm thì còn có thể phát sinh những phản ứng không mong muốn cho cơ thể những triệu chứng nào bao gồm suy giảm khả năng tập trung cảm thấy thường xuyên mệt mỏi hơn khi tập luyện tăng nguy cơ bị chấn thương và có thể làm tăng các tác dụng phụ khác của thuốc vì vậy bạn hãy nhớ cân nhắc kỹ trước khi tập thể dục và dùng thuốc nhé việc duy trì tập luyện thể dục thể thao là rất quan trọng nhưng việc đảm bảo rằng bạn tập luyện một cách an toàn còn quan trọng hơn thế chúng ta vừa cùng nhau khám phá ba vị trí mà khi không được chú ý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của mình những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn lao trong việc duy trì sức khỏe kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống hãy nhớ rằng sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật mà còn là sự năng động hạnh phúc và có thể tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình và bạn bè. Đừng quên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và đặc biệt là chú ý đến những điểm yếu trong cơ thể mà chúng ta đã nói đến hôm nay. Từng ngày, từng phút, hãy là người bạn đồng hành của chính mình trên con đường giữ gìn sức khỏe. Hãy chủ động lắng nghe cơ thể, chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết các bạn nhé. Chắc hẳn các bạn đều biết Tập thể dục chính là liều thuốc bổ tốt nhất giúp người cao tuổi như chúng ta cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng lại không ít người lơ là với việc tập thể dục và không biết tập thể dục như thế nào mới đúng cách. Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng sức khỏe chính là vốn quý nhất của con người. Chúng ta đã từng nghe qua rất nhiều lời khuyên về việc tập thể dục rồi đúng không nào? Nhưng để việc luyện tập trở nên hiệu quả nhất người tập cũng cần phải nắm rõ những thời điểm cần tránh thực hiện hoạt động này, nhằm tránh gây ra những hệ lụy khó lường cho sức khỏe. Bạn đang tập thể dục vào buổi nào trong ngày? Và có bao giờ bạn thắc mắc về việc liệu mình có đang tập thể dục vào đúng thời điểm hay không? Ngày hôm nay, chuyện nhân quả sẽ đưa ra cảnh báo 4 thời điểm mà bạn cần tránh khi tập thể dục. Mục đích không chỉ giúp bạn tập thể dục trở nên hiệu quả hơn mà giúp bạn và người thân của mình tránh xa những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại cho sức khỏe và suy giảm tuổi thọ. Bà Lan ngủ ở Đồng Nai, năm nay đã 70 tuổi, sống một mình trong một căn nhà nhỏ tại thị trấn do con cháu đang đi làm ở xa. Cuộc sống tuổi già của bà vốn trải qua rất bình dị và yên ả. Đặc biệt, điều đáng ngưỡng mộ là dù đã tuổi cao, nhưng bà Lan vẫn duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng thói quen này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đã giúp cho bà giữ gìn sức khỏe và duy trì tinh thần luôn vui vẻ lúc tuổi già. Hôm nào không tập được là bà lại thấy thiếu thốn khó chịu trong lòng. Một sáng nọ bà Lan thức dậy sớm như thường lệ, nhưng hôm nay vì bận rộn với công việc ngoài vườn, bà đã bỏ qua bữa sáng để đi tập thể dục. Lúc đầu bà cảm thấy hơi mệt mỏi và không hứng khởi như bình thường nhưng bà cũng chẳng may để ý đến lắm ngay sau đó bà bắt đầu vào ngay một bài tập luyện khá nặng chưa lâu sau bà lan bắt đầu cảm thấy chóng mặt buồn nôn và sinh lực giảm sút bà đã phải dừng lại một hồi lâu và không thể tiếp tục bài tập nữa một người hàng xóm tình cờ nhìn thấy bà liền chạy tới giúp đỡ gọi xe để kịp thời đưa bà lan đến bệnh viện gần đó Sức may bà lan đã kịp thời không gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào và sẽ sớm hồi phục Tuy nhiên qua lần này, bà đã nhận ra rằng việc tập thể dục khi bụng đói là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là đối với người cao tuổi như bà. Bác sĩ điều trị cho bà đã giải thích rằng khi bụng đang đói chính là cơ thể không có đủ năng lượng để duy trì các hoạt động vận động, vì thế có thể gây ra hiện tượng chóng mặt, mất sức và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng nguy kịch. Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi buổi sáng trước khi tập thể dục, bà không quên ăn một bữa nhẹ như một chén mì hay một trái táo trước khi tập luyện. Bà Lan cũng đã chia sẻ kinh nghiệm này cho các cụ bà cùng lứa trong xóm để họ cũng biết cách giữ gìn sức khỏe một cách đúng đắn khi về già. Cụ thể hơn thì, thói quen xấu này đã tác động như thế nào đến cơ thể của chúng ta? Hãy cùng chuyện nhân quả tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé! Một Khi bụng đói vào buổi sáng Một số người cao tuổi chúng ta thường có thói quen thích dậy sớm và tập thể dục khi bụng đói rồi mới về ăn sâu phải không ạ? À. Rất nhiều người thích thức dậy từ rất sớm để tận dụng thời gian khi mọi thứ còn tĩnh lặng và yên bình. Chúng ta thường chọn thời điểm này để tập thể dục và chỉ ăn sau khi trở về nhà. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng thói quen này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Lý do đó là vì bạn tập thể dục khi dạ dày đang trống không sẽ khiến cơ thể của bạn tự đi tìm nguồn năng lượng từ trong các cơ và chất béo. Điều này có nghĩa là cơ thể của bạn buộc phải đi vào quá trình phân giải các chất này để tạo ra năng lượng ngay lập tức, từ đó gây ra áp lực lên gan. Đây là một cơ quan vô cùng quan trọng trong việc tạo ra và lưu trữ năng lượng. Hơn nữa vào buổi sáng, máu của chúng ta thường đặc hơn và khi đói thì lượng đường trong máu càng giảm sút. Điều này có thể khiến bạn gặp tình trạng chóng mặt và nôn mửa, thậm chí là tổn thương dạ dày và chấn thương khi tập thể dục. Vì vậy nếu bạn muốn tập luyện một cách an toàn và hiệu quả, hãy ăn một chút trước khi lên kế hoạch đến phòng tập hoặc ra ngoài tập luyện. Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên tập thể dục sau khi ăn một khoảng một tiếng để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn và tự động điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó ngăn chặn nguy cơ mất kiểm soát. 2. Khi đang bị ốm, đau nhức Biết tập thể dục là thói quen tốt vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Tuy nhiên có một thời điểm mà vì tập luyện trở nên không phù hợp và thậm chí nguy hiểm, đó chính là khi người cao tuổi chúng ta đang bị ốm hoặc đau nhức. Một lỗi thường thấy là đôi khi chúng ta đã mắc phải là tiếp tục tập thể dục khi cơ thể đang ở trạng thái không khỏe, dần dần lâu ngày dẫn đến hệ quả xấu cho cơ thể. Tại sao lại như vậy các bạn nhỉ? Bạn biết không khi cơ thể bạn bị sốt hoặc ốm, thì đồng thời hệ thống miễn dịch của chúng ta đang trong tình trạng suy yếu và dễ bị tấn công bởi vi khuẩn và virus. Tiến sĩ Stephen Dry, giám đốc trung tâm y tế Đại học Jessica ở Newton, Mỹ khuyên rằng người cao tuổi nên tránh tập thể dục khi ốm hoặc có sốt. Lý do là vì các hoạt động mạnh có thể làm cơ thể càng tăng nhiệt độ hơn, gây mất nước và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn không nhận thấy nếu như bạn đang đau nhức và nghĩ rằng chỉ cần vận động một chút có thể đánh thức khả năng tự phục hồi của cơ thể thì đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Vì ngược lại thì việc tập thể dục lúc này có thể gây tổn thương thêm hoặc làm tình trạng đau nhức trở nên tồi tệ hơn đấy các bạn ạ. À. Vì vậy khi cơ thể chúng ta đang cảm thấy không được khỏe mạnh thì bạn nên tạm dừng việc tập thể dục để tiết kiệm sức lực và đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Đặc biệt đối với những người cao tuổi thì đây càng là một lời khuyên quan trọng hơn. Bởi khả năng miễn dịch của họ kém hơn, từ đó có thể khiến cho các nguy cơ xấu từ vấn đề sức khỏe có khả năng phát triển nặng nề hơn trước. 3. Tập gắng sức ngay sau khi ăn Sau khi ăn no, cơ thể của bạn đang tập trung vào quá trình tiêu hóa thức ăn, nên lúc này rất cần được cung cấp một lượng lớn máu. Tuy nhiên nếu chúng ta tập thể dục vào thời điểm này, tình trạng huyết áp tăng và máu sẽ được dồn về các cơ và xương khớp để hoàn thành các bài tập và điều đó làm cho khả năng vận chuyển máu đến dạ dày bị hạn chế điều này có thể tạo ra hiện tượng vùng dạ dày thiếu máu khiến việc tiêu hóa thức ăn trở nên khó khăn hơn bên cạnh đó còn có thể gây ra viêm lét dạ dày và đường ruột quả thật đây là một tình trạng sức khỏe mà không một ai mong muốn phải trải qua đúng không nào để chúng ta vừa có thể tăng cường sức khỏe vừa tránh các rủi ro không đáng có. Bạn cần chú ý đến việc tập thể dục một cách khoa học các bạn nhé. Để tiêu hóa hoạt động ổn định, hãy cố gắng để cơ thể của bạn ổn định ít nhất 30 phút đến 1 tiếng sau bữa ăn trước khi bắt đầu vào buổi tập. Còn đối với những bài tập vận động mạnh, thì bạn hãy chờ ít nhất 2 giờ đồng hồ sau khi ăn. 4. Khi đang dùng một số loại thuốc có lẽ nhiều người chỉ nghĩ đến việc cân nhắc xem có nên uống thuốc trước hay sau bữa ăn. Thế nhưng hóa ra việc vận động cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thức ăn và thuốc hoạt động trong cơ thể của chúng ta. Thường thì sau khi uống thuốc, cơ thể của bạn cần khoảng nửa tiếng đến một tiếng để hòa tan và hấp thụ chúng. Nếu bạn quyết định tập thể dục ngay lúc này thì huyết áp có thể tăng cao và khiến cho lượng lớn máy máu sẽ trở về các cơ xương khớp, khiến việc hấp thụ thuốc trong đường tiêu hóa bị gián đoạn. Trong những trường hợp xấu nhất thì thói quen này có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Đặc biệt hơn, nếu như người cao tuổi chúng ta tập thể dục ngay sau khi dùng các loại thuốc như thuốc cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ đường huyết hay thuốc chống viêm thì có thể phát sinh những phản ứng không mong muốn cho cơ thể. Những triệu chứng này bao gồm suy giảm khả năng tập trung, cảm thấy thường xuyên mệt mỏi hơn khi tập luyện, tăng nguy cơ bị chấn thương và có thể làm tăng các tác dụng phụ khác của thuốc. Vì vậy, bạn hãy nhớ cân nhắc kỹ trước khi tập thể dục và dùng thuốc. Việc duy trì tập luyện thể dục thể thao rất quan trọng. Nhưng việc đảm bảo rằng việc tập luyện một cách an toàn còn quan trọng hơn thế. Như chúng ta đã biết, việc tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là đối với đối tượng người cao tuổi. Và một trong những cách tốt nhất để tập luyện cũng như duy trì sức khỏe đó chính là việc đi bộ hàng ngày người có tuổi thọ ngắn thường có ba bất thường khi đi bộ đi bộ không chỉ có lợi cho sức khỏe mà nó còn phản ánh đa phần tình trạng sức khỏe của chúng ta đây là hoạt động vừa đơn giản vừa dễ thực hiện không đòi hỏi thiết bị đặc biệt hay không gian rộng lớn đi bộ có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch tăng cường khả năng vận động giảm nguy cơ mắc phải các bệnh mãn tính và tôi muốn nhấn mạnh rằng nó còn giúp chúng ta kiểm định được tình trạng sức khỏe hiện tại của mình Tuy nhiên trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện một số dấu hiệu bất thường, điều đó có thể cảnh báo rằng có vấn đề với sức khỏe của quý vị. Trong video này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về 3 triệu chứng mà nếu xuất hiện trong khi đi bộ, cần được chú ý và cần thiết nên đi khám y tế ngay lập tức. Một gián đi loạn choạn Có một điều thú vị mà bạn có thể chưa biết, đó là cách chúng ta di chuyển, đặc biệt là khi đi bộ có thể phản ánh rất nhiều về tình trạng sức khỏe hiện tại của chúng ta người khỏe mạnh thường di chuyển một cách tự tin và nhanh nhẹn chúng ta thường thấy họ ngẩng cao đầu bước tự tin linh hoạt và vững chắc thế nhưng nếu cơ thể đang gặp phải vấn đề sức khỏe thì động tác di chuyển này có thể bị ảnh hưởng nếu bỗng nhiên bạn bắt đầu tình trạng đi lảo đảo có cảm giác như cả thân hình đang đổ về phía trước khi di chuyển thì đây có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe đáng lo ngại bạn cần biết rằng, đi lão đảo không phải lúc nào cũng chỉ do tuổi già hay mệt mỏi, mà nghiêm trọng hơn hết. Đây có thể là biểu hiện của các vấn đề sức khỏe não bộ, bệnh tủy sống, cột sống, hoặc chứng mất điều hòa, tiểu não ở người cao tuổi. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bản thân hay người thân của mình có dấu hiệu đi bộ không vững, chúng ta nên chớ coi thường mà thay vào đó, hãy coi đây là dấu hiệu cần phải đến gặp bác sĩ để làm rõ nguyên nhân và tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Hai chóng mặt và đau đầu khi đi bộ. Các bạn có biết trong quá trình chúng ta đi bộ thì một số cảm giác thông thường được chú ý có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đúng thật là như vậy đột nhiên cảm thấy chóng mặt và đau đầu khi đi bộ không chỉ gây ra cảm giác khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nội sọ não đó là vì khi mạch máu não của bạn bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn lưu lượng máu cung cấp cho oxy của não bị giảm đi từ đó gây ra tình trạng thiếu máu lên não rất thường gặp ở người cao tuổi điều này không chỉ gây chóng mặt và đau đầu mà còn có thể là một dấu hiệu cảnh báo đột quỵ đang đến gần vì thế, đây là một tình trạng y tế khẩn cấp cần được chúng ta xử lý kịp thời và nhanh chóng để tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe. 3. Đau tức ngực khó thở khi đi bộ Bạn có biết rằng việc cảm nhận được đau tức ngực khó thở khi đi bộ là dấu hiệu đáng lo ngại hay không? Vâng, đây có thể là cảnh báo về những vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch và hô hấp. Đau tức ngực đôi khi là biểu hiện của cơn đau tim. Đặc biệt là ở những người có tiền sử mắc bệnh mạch vành, khi đau tức ngực, việc tiếp tục hoạt động có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, một sự kiện y tế cực kỳ khẩn cấp. Và với triệu chứng khó thở như đi bộ thì đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề liên quan đến hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Những người hút thuốc lá lâu năm đặc biệt nên chú ý vì đây là yếu tố hút rủi ro so, gây ra bệnh này, có thể dẫn đến suy giảm chức năng của phổi về lâu dài đấy các bạn. Sau 60 tuổi, nạp thêm ba dưỡng chất này để trường thọ. Thường xuyên tập thể dục mang đến cho người cao tuổi một cuộc sống tuổi già năng động và khỏe mạnh, đồng thời giúp cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập luyện quá sức, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó khi bước sang tuổi 60, bên cạnh việc tập luyện, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể cũng quan trọng không kém. Dưới đây là những loại vitamin và khoáng chất bạn cần cung cấp hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh, sống thọ hơn. Một canxi. Bạn có biết sau 50 tuổi, lượng canxi trong cơ thể chúng ta dần giảm so với mức đã hấp thụ. Khi đó răng thưa dần, lượng canxi trong xương giảm, từ đó dễ xảy ra tình trạng chuột rút, loãng xương và thậm chí gãy xương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi. Vì vậy, việc bổ sung canxi trở nên vô cùng cần thiết. Rất đơn giản, quý vị có thể uống một ly sữa mỗi ngày hoặc bổ sung vào khẩu phần ăn các loại thực phẩm giàu canxi như hạt vừng, vỏ tôm. Thêm nữa, không chỉ thông qua thực phẩm, canxi còn được cơ thể tự sản xuất thông qua ánh nắng mặt trời. Do đó, cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng mặt trời khi thời tiết đẹp cũng là cách tốt để bổ sung canxi cho cơ thể. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe xương khớp và sức khỏe toàn diện của chúng ta. Đừng chờ đợi khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng thiếu hụt mới bắt đầu chú ý đến việc này. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay và để cơ thể chúng ta vững chắc cùng năm tháng. 2. Selen Có thể bạn chưa từng nghe qua về Selen trước đây, nhưng thật sự là nó là chất dinh dưỡng có khả năng chống ung thư tốt hơn bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác. Selen có khả năng giảm tổn thương DNA và stress oxy hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tiêu diệt các tế bào ung thư. Tuy nhiên không ít lần chúng ta lại lơ là việc bổ sung selen vào khẩu phần ăn hàng ngày, dẫn đến tăng lượng lipid, rosid, một chất có thể tích tụ trong các tế bào tim, mạch máu, gan và não, gây ra nhiều bệnh lý đáng kể cho cơ thể. Đặc biệt khi chúng ta bước vào tuổi 60, việc bổ sung selen trở nên vô cùng quan trọng hơn bao giờ hết. Giới chuyên gia khuyến cáo, chế độ ăn hàng ngày của nam giới cần chứa 200 microgram selen việc bổ sung selen không chỉ cần thiết cho sức khỏe tổng thể, mà còn có thể giúp chống chọi với một số bệnh tật phổ biến ở người cao tuổi khi về già. 3. axit béo Với tuổi tác trên 60, nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch và hệ thần kinh tăng lên. Nhưng đừng lo, có một anh hùng trong thế giới dinh dưỡng sẵn lòng bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Đó là axit béo omega 3. Omega-3 được biết đến với khả năng ngăn chặn các tiểu cầu trong máu kết tụ lại, tăng lưu lượng máu, giảm huyết áp và mức chất béo trung bình. Hơn nữa, omega-3 còn giúp duy trì nhịp tim đều đặn, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài lợi ích với tim mạch, omega-3 còn góp phần điều trị hiệu quả các bệnh tự miễn dịch, điều chỉnh lượng lipid trong tế bào não và trì hoãn sự lão hóa của tế bào não. Điều này có nghĩa là omega-3 không chỉ giúp tim mạch khỏe mạnh mà còn giúp tăng cường tri thức và trí nhớ. Thế nhưng, làm thế nào để bổ sung đủ omega 3? Câu trả lời chính là trong các loại thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Cá mòi, cá ngự và cá trích đều chứa axit béo omega 3 dồi dào. Thêm chúng vào chế độ ăn của quý vị và cơ thể của chúng ta sẽ cảm ơn vì điều đó. Qua những nội dung chúng tôi đã chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về bốn thời điểm không nên tập luyện theo lời khuyên của bác sĩ để đảm bảo cho tuổi thọ của mình. Nhắc lại một lần nữa, thành công chính là việc tìm thấy sự cân đối và chăm sóc sức khỏe đúng cách, không nằm ngoại lệ. Hãy nhớ rằng mục tiêu của việc tập luyện không chỉ là để nâng cao sức khỏe thể chất, mà còn nằm ở việc duy trì trạng thái tốt, tinh thần phồn thực suốt cả ngày. Điều này thật sự rất quan trọng đối với người cao tuổi, khi mà việc đạt đến mục tiêu chính là việc có được sức khỏe tốt và một cuộc sống đáng sống đúng không ạ? À. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.